Chia sẻ trên Football Daily hôm 30 tháng 3, De Gea nói, tôi yêu Manchester United. Tôi đã ở đây được nhiều năm, chơi rất nhiều trận và tận hưởng từng khoảnh khắc được thi đấu. Manchester United là một đội bóng lớn và tôi rất hạnh phúc nếu được ở lại. Hợp đồng của De Gea và Manchester United hết hạn vào tháng 6. Hôm 29 tháng 3, Athletic đưa tin thủ thành người Tây Ban Nha từ chối đề nghị gia hạn đầu tiên từ phía Manchester United, tuy nhiên đôi bên vẫn sẽ tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán để tìm ra tiếng nói chung. Manchester United muốn giữ De Gea thêm vài mùa, với điều kiện thủ môn người Tây Ban Nha phải giảm gần nửa lương còn khoảng 250.000 bảng tuần. Hiện cựu sao Atletico Madrid là thủ môn có mức lương cao nhất thế giới, 375.000 bảng tuần. Manchester United cũng nhắm đến Ian Messlier, ngôi sao đang khoác áo Leeds United trong trường hợp De Gea không chấp nhận ký tiếp hợp đồng. Tờ Daily Mail cho biết Quỷ Đỏ lo ngại việc Renault sớm được trở lại thi đấu sẽ có hại cho lợi ích thương mại của đội. Các đối tác cũng tin rằng đó sẽ là một cơn ác mộng về truyền thông nếu Renault được ra sân trong phần còn lại của mùa giải, bất chấp việc nhiều nhân viên của câu lạc bộ vẫn có mối quan hệ tốt với chân sút 21 tuổi này. Tháng trước, Manchester United ra thông báo vẫn mở cuộc điều tra riêng về trường hợp của Renault sau khi cảnh sát Manchester hủy bỏ mọi cáo buộc về hành vi xâm hại của chân sút này. Trong khi đó, một đại diện của Renault chia sẻ với Athletic Mason được xóa bỏ mọi cáo buộc. Cậu ấy nên được trao cơ hội xây dựng lại và tiến về phía trước với cuộc đời và sự nghiệp còn non trẻ của mình. Tờ báo Anh cũng khẳng định Renault rất khao khát hồi sinh sự nghiệp. Chân sút 21 tuổi tin bản thân sẽ vượt qua rào cản để trở lại sân cỏ. Anh muốn khoác áo Manchester United một lần nữa. Nếu không, Renault sẵn sàng làm lại từ đầu ở một nơi khác. Hôm 28 tháng 3, Sky Sports đưa tin Manchester United từ chối đề nghị mượn tiền đạo người Anh của một số đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Trong thời gian không thi đấu, Renault vẫn nhận lương 70.000 bảng mỗi tuần. Hợp đồng của cầu thủ 21 tuổi này còn thời hạn đến hè 2025 kèm tùy chọn gia hạn thêm một mùa giải. Những tuần gần đây, Renault liên tục chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn gái Harriet Robson. Người mẫu quốc tịch Anh đang mang bầu và được cho là đang lên kế hoạch làm đám cưới với bạn trai 21 tuổi. Trước tin đồn yêu cầu được tăng lương lên 500.000 bảng tuần để ở lại MU, Marcus Rashford đã lên tiếng xác nhận sự thật. Tiền đạo 25 tuổi viết trên Twitter, tin đồn trên hoàn toàn vô nghĩa. Tôi và câu lạc bộ tôn trọng nhau, điều này luôn tồn tại. Điều tôi quan tâm lúc này là hoàn thành mùa giải thật tốt và cùng Manchester United giành các danh hiệu. Mức lương hiện tại của Rashford ở MU là 200.000 bảng tuần. Con số này kém khá xa so với người đang được trả lương cao nhất tại Quỷ Đỏ là thủ thành David De Gea, 375.000 bảng tuần. Rashford đang là chân sút số 1 của MU ở mùa giải này. Sau 44 lần ra sân trên mọi đấu trường, tuyển thủ Anh đã ghi được 27 bàn thắng cùng 9 đường kiến tạo. Tính riêng tại giải ngoại hạng Anh, số 10 của Quỷ Đỏ đã có 14 bàn thắng sau 26 lần ra sân mùa này, đứng thứ tư trong danh sách vua phá lưới. Báo chí Anh đưa tin câu lạc bộ chủ sân Old Trafford sẽ tái khởi động cuộc đàm phán với Barca về đời ông ngay khi phiên chợ tiếp theo mở cửa. Vào hè 2022, MU đã gửi đề nghị trị giá 80 triệu euro phí chuyển nhượng cộng phụ phí và được Barca đồng ý. Dù vậy, thương vụ không thể diễn ra bởi đời ông kiên quyết bám trụ lại Camp Nou. Huyền thoại Man United Wayne Rooney mong Arsenal vô địch nhưng cho rằng kinh nghiệm sẽ giúp Man City chiến thắng. Tôi nghĩ cuộc đua vô địch sẽ rất hấp dẫn bởi Arsenal đã không ở vị trí này trong thời gian dài nên khó tránh áp lực đi kèm. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy áp lực đó khi mùa giải còn 7 hoặc 8 vòng. Tôi thực sự muốn xem liệu họ có thể duy trì những gì đã làm trong suốt mùa giải. Arsenal đang dẫn Man City 8 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận. Nếu giữ đỉnh bảng thêm 10 vòng nữa, thầy trò Mikel Arteta sẽ mang về cho pháo thủ chức vô địch ngoại hạng Anh đầu tiên từ sau mùa năm 2003 đến năm 2004 khi đăng quang với thành tích bất bại cả mùa dưới sự dẫn dắt của cựu huấn luyện viên Arsene Wenger. Tuy nhiên, Man City luôn thể hiện bản lĩnh những năm gần đây khi họ đăng quang 4 trong 5 mùa gần nhất. Chiều sâu đội hình cùng kinh nghiệm trong giai đoạn nước rút cuối mùa được xem là điểm mạnh của thầy trò Pep Guardiola.